Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Người sinh cuối năm dư thủy, người tốt tính dễ phiền não vì tình thân. Thủy vượng từ trường sinh sản là sự trầm lắng. Phong thủy là từ trường, mọi môi trường đều có từ trường. Cơ thể con người cũng như thế, và tâm tánh con người chính là từ trường mạnh nhất. Tâm bất thiện sinh từ trường tiêu cực và ngược lại. Vừa gặp một bậc thiện tri thức, thấy họ toát lên sự cuốn hút, thần thái rạng ngời. Cái này là do cảm, không phải cái thấy bằng mắt thường. Khải Toàn sẽ hướng dẫn các vị phương pháp cải vận, cũng như cách nhận biết ngũ hành kỵ nhằm giảm điều không lành, tự tăng may mắn. Khải Toàn dành ít tấm lòng của mình chia sẻ đến các chư vị có cơ duyên xem video này, những phương pháp thiện lành. Vì còn lại chính bản thân các bạn tự nỗ lực phấn đấu, trồng nhân thiện sẽ có quả thiện là lẽ tự nhiên. Nghiệp quả đời này là nhân từ đời trước, mệnh có tài phú có thể thấy trong sinh thần bát tự. Đời này những tạo tác tăng hay giảm phước báo. Nếu ứng dụng đúng phong thủy cũng không nên cuồng tin thái quá, vì pháp môn thay đổi vận tốt nhất vẫn là bố thí. Những vị gia chủ từ bình thường đến có chức vị cao, thông qua thuật cải vận theo mệnh khuyết này đã thay đổi vận hạn của chính họ. Chẳng phải do năng lực của Khải Toàn như thế nào, mà do chính bản thân họ tự nhận ra. Đây là phương pháp phù hợp để ứng dụng phong thủy trong mệnh khuyết. Người sinh mùa đông, thiếu hỏa, những lúc vận suy, chỉ cần một vật phù hợp bên mình, có thể giúp công việc hanh thông đáng kể. Nếu chọn ngành nghề về hỏa, khả năng thuận lợi cao hơn ngành về thủy. Giả dụ ai đó hay người yêu tặng cho bạn một vòng đá màu đỏ, vận may của bạn sẽ gia tăng đáng kể. Nếu vật ấy được gia trì sái tịnh sẽ có thêm linh khí. Chính bản thân bạn vẫn có thể tự chú nguyện vào những đồ vật này. Vì vạn vật đều có từ trường, vạn vật đều có tánh. Nếu cải vận theo mệnh khuyết là một phương pháp để cải vận, thì thiền định là một phương pháp tu dưỡng tâm tánh, khai mở tuệ nhãn. Hay đọc sách, đọc kinh là phương pháp gia tăng tri thức. Người mà tin và tính vào thiên địa quỷ thần cũng là một phương pháp thay đổi. Bạn có thể xem lại video 28 bước cải vận trong kênh. Dù chẳng biết gì về phong thủy, bạn vẫn có thể thay đổi số mệnh theo các phương pháp ấy. Những phương pháp dựa vào từ trường, dựa vào sự kiên trì và sống cùng nhân quả. Thuật số bát tự tứ trụ hay tử vi số mệnh là hai thuật số luận mệnh chuyên sâu, dựa vào năm tháng ngày giờ sinh và giới tính để luận mệnh, có tính chính xác rất cao. Người biết các mật mã của bản thân có thể cải vận. Người sinh các tháng hợi tí sửu và mùa đông, khi ứng dụng cải vận theo mệnh khuyết, theo mệnh khuyết hỏa là người đủ phước lành để thay đổi vận hạn của mình. Tuy nhiên, đừng vội tin vào ai hay tin vào sách vở nếu bạn chưa trải qua. Hãy trải nghiệm các phương pháp cải vận cho mệnh thiếu hỏa này, bản thân của bạn tự đúc kết thành quả. Dù sao, đây cũng là một phương pháp thay đổi vận khí. Thay đổi từ trường xung quanh bản thân giúp hòa hợp hơn. Vạn vật đều có từ trường. Tâm thiện lời thiện là từ trường tốt nhất cho nơi sinh sống. Giả dụ người sinh mùa đông đa phần kỵ thủy, cần hỏa để cân bằng trong mệnh, giúp vận khí hanh thông hơn, thêm cơ hội về tài lộc. Người dư thủy tánh tốt nhưng dễ phiền não vì tình thân. Mệnh khuyết ngũ hành nhằm tìm ra đúng ngũ hành mình thiếu để ứng dụng, tức tìm ra dụng thần. Chi tiết hơn phải tìm ra dụng thần ngũ hành âm hay dương, ví dụ hỏa là bính hỏa hay đinh hỏa. Đây chỉ là một phương pháp trong hàng vạn phương pháp, các bạn đừng kỳ vọng nó thay đổi tận gốc. Mệnh của bạn từ nghiệp quả ba đời, cho ra phước phần ở đời này, phước có từng phần. Phương pháp cải vận tốt nhất vẫn là sống cùng nhân quả, là tu dưỡng tâm tánh, biết mở lòng giúp chúng sanh, đoạn trừ tam độc, tham sân si.
không tự biến tâm trí mình thành chiếc thùng rác chứa thị phi. Khải Toàn luôn hướng các gia chủ đến sự tự tu, đó chính là con đường chân thiện chuyển hóa vận mệnh. Nội dung chia sẻ chọn lọc từ những gì tinh túy nhất, từ những bài tập trong các nhóm học online, từ rất nhiều lá số Khải Toàn đã xem. Kính mong chư vị đủ duyên lành xem và lĩnh hội. Những ai xem và ứng dụng phù hợp là phước của Khải Toàn. Lá số như thế nào cần hỏa? Người sinh mùa đông là người có lá số nhiều thủy. Sinh mùa đông thời điểm thủy vượng thì hỏa suy. Hoặc người có tam hợp thủy trong lá số bởi hợi tí sửu hoặc là thân tí thìn. Các bạn lưu ý, nội dung trong bài không đề cập về mệnh hỏa mà luận về mệnh khuyết hỏa, tức mệnh thiếu hỏa. Kết hợp cùng thuật số bát tự tứ trụ, các bạn nhìn theo đồ hình để tự tra lá số, ghi lại những thông tin của bản thân. Người dư thủy sinh mùa đông nhằm các tháng hợi tí sửu, tầm cuối tháng 11 cho đến tháng 2 dương lịch. Dư thủy tức kỵ thủy thì dùng hỏa cân bằng. Người sinh các tháng trên đa phần thiếu hỏa. Người thủy vượng là người giàu tình thương, dễ bi lụy chuyện tình cảm, xử lý nặng về tình cảm, nhất là những ai sinh tháng hợi hoặc tí, hoặc lá số có hợi tí sửu hay thân tí thìn. Người thủy vượng là người thiếu quyết tâm lớn, để thành công họ cần rất nhiều nỗ lực hơn mệnh khác. Giảm ngũ hành để tự cứu chính mình. Mệnh thiếu hỏa đa phần kỵ thủy. Trước khi tìm hiểu về những phương pháp cải vận cho mệnh khuyết hỏa, các bạn nên biết các mật mã của thủy. Mục đích nhằm hạn chế tự cứu mình bằng những lựa chọn đơn giản. Người kỵ thủy sinh mùa đông nên hạn chế những vật sau. Đầu tiên hạn chế màu đen hoặc xanh dương, hạn chế cả vàng bạc vì là kim. Động vật nếu gà khỉ là kim thì chuột heo là thủy. Ăn nhiều hải sản cũng là thủy. Bia lạnh, trà đá, sữa chua đều là thủy. Nói như vậy không đồng nghĩa là cắt hết những món trên. Bạn chỉ cần cân bằng trong đời sống hàng ngày, không nên dùng thái quá. Trong nhà và nơi làm việc không nên ngồi gần những vật nhiều kim thủy. Ví dụ như nước, tủ lạnh, két sắt, đồ đồng hay kim loại. Và hạn chế cả gần gương to. Đây là những con số mang ngũ hành kim thủy. Bạn có thể tham khảo thêm website các tổ hợp số hợp mệnh. Người thiếu hỏa không nên thường xuyên tự mình rửa xe, càng không nên tắm gội quá lâu trong nhà tắm. Thuật số, tử vi số mệnh hay bát tự tứ trụ và cả mệnh khuyết ngũ hành cũng chỉ là những phương tiện trong cuộc sống. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện với ta. Người sinh mùa đông làm ăn với người cùng mùa, ví dụ với người cùng tháng sinh của mình thường khắc khẩu, rất dễ xung đột, nên chọn người sinh vào mùa xuân và mùa hè là hợp nhất. Ứng dụng vài mật mã trên là bước đầu giảm đi vận xấu. Nếu ngày ngày thiền định là một phương pháp khai mở tuệ nhãn. Nhưng các bạn lưu ý, tự bản thân mỗi người trải nghiệm lại quá khứ, xem các mật mã trên có ứng nghiệm với bản thân hay không, rồi tự mình dùng phương pháp phương tiện nào phù hợp để cải vận. Người sinh mùa đông thiếu hỏa nên biết ngựa chó là quý nhân. Bên cạnh hay nơi làm việc nên có tranh ảnh hoặc tượng ngựa chó và cả có thể là hổ. Hãy chú ý quan sát theo phương pháp không gian và thời gian. Giả dụ nơi ta thường ngồi nằm nhiều nhất mỗi ngày, ví dụ như giường ngủ, bàn làm việc hay trên chiếc ghế có màu gì. Lựa chọn những vật có ngũ hành khuyết, đó chính là dùng dụng thần của mình một cách hiệu quả. Mỗi ngày đi làm thường mặc đồ màu gì? Màu của chiếc xe, những món trang sức. Đến nơi làm việc thì đồ vật trên bàn, màu sắc chiếc ghế. Những món ăn bạn thường xuyên ăn có ngũ hành gì?
ngay cả logo, màu sắc chủ đạo và ngành nghề của công ty thuộc ngũ hành gì. Giả dụ logo hình tròn hay gợn sóng là kim thủy, màu trắng xám, đen xanh dương cũng là kim thủy. Ngành nghề thuộc thủy là ngành kỵ với người dư thủy, làm việc khó lòng suôn sẻ. Mỗi ngày trên chiếc giường 7-8 giờ đồng hồ thì màu sắc ra gối mền là quan trọng nhất. Màu sắc của phòng ngủ, tranh ảnh, mỗi sáng thức dậy ta dùng khăn tắm, bàn chải đánh răng và những vật dụng màu gì. Nếu logo màu sắc ngành nghề công ty của bạn thuộc dụng thần, giả dụ hình vuông là mộc, hình tam giác là hỏa, màu ấm như đỏ, tím, vàng, hồng, ngành nghề về nhà hàng thuộc á, phim ảnh, liên quan đến ánh đèn, ánh sáng, bạn nhiều cơ hội thuận lợi hơn hẳn, những ngành này đa phần thuộc hỏa. Và đặc biệt nên biết ngày tháng năm sinh của sếp, của cấp trên. Nếu bạn là sếp, càng phải quan tâm đến ngày sinh của nhân viên thân tín, giảm thiểu tối đa những rắc rối phát sinh về sau nếu mệnh của họ kỵ với bạn. Sau đây là 22 phương pháp cho mệnh thiếu hỏa. Trừ khi bạn mệnh kỵ mộc, đa phần thiếu hỏa có thể thêm một ít mộc. Quý nhân của mệnh thiếu hỏa là ai? Màu chủ đạo của mệnh thiếu hỏa là đỏ, tím, vàng và cả hồng. Ngoài màu sắc còn nhiều đề mục khác giúp bạn cải vận, trong đó không thể thiếu mật mã quý nhân. Ngọ tỵ là hỏa, là quý nhân, có thể cả thêm dần. Màu sắc cam, hồng, tím là màu không thể thiếu. Khải Toàn xin chia sẻ chi tiết tất cả những phương pháp cải vận cho mệnh thiếu hỏa. Quý nhân là những người có mật mã tỵ, ngọ, mùi, hoặc trong lá số có tam hợp lục hợp hỏa. Những người có chữ dần, ngọ, tuất và cả mậu, quý. Ví dụ người tuổi mùi sinh tháng ngọ hay người tuổi tuất sinh tháng dần. Những người có những mật mã này là quý nhân của mệnh thiếu hỏa, hợp tác với họ hay là người yêu hoặc ở cạnh họ bạn cũng có thể thêm may mắn. Các mật mã trên có thể áp dụng cho việc chọn ngày lành, tiến hành những việc quan trọng giúp công việc hanh thông đáng kể. Các bạn cần nhớ khẩu quyết đơn giản: tỵ ngọ mùi và dần ngọ tuất. Mệnh thiếu hỏa sinh mùa đông nên chọn đúng loại đá trang sức có hỏa khí để tăng cường khí cho bản thân. Đá quý có màu đỏ hay màu xanh dương, xin lỗi, hay màu xanh lục làm chủ đạo, được đeo bằng dây màu đỏ hoặc màu tím có tác dụng tăng cường năng lượng của nó. Đây là trang sức cải vận cần thiết của mệnh thiếu hỏa. Nếu gặp vận trình vô cùng kém cỏi, có thể đeo đá vân màu ở cả chân. Có thể dùng trang sức của hành mộc, ví dụ như vòng gỗ trầm. Nếu dùng đá quý nên dùng đá màu xanh lục. Một vật hợp cho bạn thêm, cho bạn gia tăng đáng kể cơ hội thuận lợi, cho bản thân thêm năng lượng tốt lành, thêm sự lạc quan và tinh thần thoải mái. Những bạn nữ có thể chọn những túi xách màu đỏ hay hồng. Những chiếc nón, giày dép cũng tương tự như vậy, cả màu chiếc xe thường sử dụng. Trang sức có từ trường ổn định nhất mà giá thành không quá đắt cho người thiếu hỏa chính là thạch anh tóc đỏ. Người thiếu hỏa thường thích nấu ăn hay có tâm hồn ăn uống, vì bếp là nơi hỏa khí vượng nhất trong ngôi nhà. Mệnh thiếu hỏa nhất định phải dùng nhiều màu đỏ hay màu hồng, màu tím, màu cam vẫn được. Trang phục hàng ngày có các màu này sẽ mang lại vận tốt. Nội ngoại y có công hiệu như nhau. Trên gương mặt, nếu mũi đại diện cho kim, miệng và tai đại diện cho thủy, thì tóc đại diện cho mộc, mắt và phần đầu đại diện cho hỏa. Nên dưỡng râu, lông, tóc và cả móng là dưỡng mộc trên cơ thể. Người khuyết hỏa nên dưỡng ít tóc đỏ. Phụ nữ đi sơn móng tay, sơn móng chân cũng chọn những loại màu ấm. Đây là phương pháp hữu hiệu tăng vận. Đội nón hay sưu tầm nón là phương pháp tăng vận mộc. Khi đi ngoài nắng, họ không kỵ hỏa nên có thể không cần đeo kính mát như những mệnh khác. Khi đeo kính mát nên dùng gọng kính bằng nhựa, kỵ nhất gọng kính bằng kim loại, nhất là màu vàng hay là hình tròn vì đại diện cho kim. Mệnh thiếu hỏa khi vận kém, hãy xem lại miệng và hai tay, dễ có mụn, dễ bị nám,
vì đây là các cơ quan thuộc thủy trên cơ thể. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng cần hấp thu lượng hỏa, vì vậy gối, mền nên chọn màu ấm. Không nhất thiết phải là màu đỏ đậm, có thể dùng các màu sáng một tí. Hình tượng tượng trưng cho hỏa là hình tam giác, hình chớp nhọn. Tất cả hình chim, ngựa cũng là hỏa. Hoa văn hình hổ báo, chim mỏ nhọn cũng là hỏa. Từ cửa sổ nhìn ra, thấy một vật kiến trúc hình nhọn là hỏa. Ví dụ như tòa tháp. Không gian sống mệnh khí hỏa như thế nào? Có những người thích thờ quan đế quân, tức là quan vũ thời Tam Quốc. Vị này mang hành hỏa. Thần tài phương Nam đều là hỏa, mệnh khí hỏa nên thờ thần tài. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn là hỏa không có khí lực, không phải hỏa tốt như ban ngày. Mệnh khí hỏa cũng nên sống ở nơi có nhiều ánh nắng mặt trời. Mỗi sáng thức dậy trong phòng khách đón ánh nắng ngập tràn. Ánh nắng ban ngày là hỏa khí, rất tốt cho mệnh này. Nên thiết kế nhà đón được nhiều ánh nắng buổi sáng. Hằng ngày ánh nắng sáng sớm chiếu vào sẽ sản sinh ra hiện tượng mộc hỏa phát sáng. Đây là khẩu quyết quan trọng cho mệnh khí hỏa hành vận. Gian phòng buổi sáng đón nhiều ánh nắng mặt trời, đó chính là gian phòng tốt lành cho mệnh khí hỏa. Có thể chọn nhà xung quanh có nhiều cây xanh. Từ ban công nhìn ra thấy nhiều cây xanh, thấy công viên là mộc khí. Nhà vệ sinh là thủy nên cẩn trọng nơi này. Bát tự của mệnh thiếu hỏa sẽ lạnh vì nhiều thủy. Vì vậy người mệnh này kỵ nhất bị nước nhấn chìm. Nhà vệ sinh trong nhà đại diện cho ngũ hành thủy. Vì vậy mệnh khí hỏa muốn hành vận tốt, điều quan trọng nhất là phòng vệ sinh không được để nước rò rỉ hay ẩm thấp. Đại kỵ phòng vệ sinh bên cạnh phòng bếp vì bếp là hỏa, hoặc cùng trong một phòng. Ánh đèn trắng là kim thủy, đèn vàng là hỏa. Nhà vệ sinh nên dùng ánh đèn vàng và trang trí màu ấm. Nếu nhà vệ sinh và bếp có cùng một không gian, nên hút ẩm, nên có chậu cây cảnh. Và có cây cảnh trong cả nhà vệ sinh có tác dụng cân bằng ngũ hành thủy. Mệnh khí hỏa vào buổi sáng ngủ dậy không nên đi tắm ngay, cũng không nên ở quá lâu trong nhà vệ sinh. Mệnh này kỵ cả sông nước, không khéo bị nước nhấn chìm. Trong phong thủy học, tiếng ồn là thanh sát, mùi vị là vị sát. Nhà ở gần nhà thờ nghe tiếng chuông là âm thanh của kim, hay tiếng đàn cũng là âm thanh của kim. Nếu thường xuyên nghe, đây không phải là điều tốt cho mệnh thiếu hỏa, nhất là tiếng nước chảy, tiếng rỉ nước. Thắp nhang mỗi ngày là hành động gia tăng mộc hỏa. Các bạn nên chọn những loại nhang không có mùi, thắp vừa phải không ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà. Mỗi ngày khi thắp nhang đứng trước bàn thờ, gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc. Âm thanh này là âm thanh của mộc. Âm thanh này có công năng làm từ trường trong sạch lại. Tính đơn giản, hướng nam hành hỏa, hướng đông hành mộc. Khi làm việc thì mặt nên hướng về các hướng này. Khi nằm ngủ thì đầu cũng nên hướng về những hướng này. Tuy nhiên, các bạn có thể kết hợp theo hướng tốt theo năm. Vì trái đất luôn chuyển động, từ trường của năm mỗi năm sẽ khác nhau, ứng dụng cho bản thân, nơi làm việc và mỗi sáng thức dậy. Trong cửu cung phi tinh, ngôi sao cửu tử là mật mã của hỏa. Cửu tử đại diện cho nhân duyên, chuyện vui, những điềm lành, các lợi vui vẻ trong cuộc sống. Vì vậy, tìm ra phương vị có sao cửu tử trong ngôi nhà là phương vị cát tinh của người thiếu hỏa. Nếu có thể lập quẻ theo huyền không phi tinh để tìm cửu tử thì rất tốt. Đơn giản hơn, tìm phi tinh theo lưu niên, tức tìm theo phi tinh theo mỗi năm, bay vào phương vị nào trong nhà. Nếu không thể ngồi nơi ấy, mỗi ngày thức dậy mặt nên hướng về hướng này. Giả dụ trong năm 2023, cửu tử bay vào hướng Bắc, 2024 bay vào hướng Tây Nam. Trong 2024, mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng vài giây về hướng Tây Nam, trước khi đánh răng rửa mặt, giúp thêm may mắn. Khải Toàn vẫn thường xuyên áp dụng phương pháp này. Để tìm ra vị trí và ý nghĩa của cửu cung phi tinh, mời các bạn xem ở website Mục cửu cung phi tinh.
Các bạn có thể nhìn vào đồ hình sao để nhận biết vị trí hàng năm của sao Cửu Tử và Tứ Lục. Tứ Lục thuộc hành Mộc. Mệnh Thiếu Hỏa nên biết, những rắc rối phát sinh trong mỗi năm bắt đầu từ hai phương vị mà sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc bay đến. Không nên nằm hay ngồi lâu ở phương vị này. Tìm ra hai hung tinh này treo tại đây sau tiền sáu đồng nhằm hóa giải Ngũ Hoàng và Nhị Hắc. Nếu giường ngủ là nơi mỗi ngày tại vị nhiều nhất, thì bàn làm việc cũng là nơi chúng ta không chỉ ở lâu nhất mà là nơi rất quan trọng giải quyết công việc hàng ngày. Vì vậy, càng phải chú trọng không gian làm việc. Ngay vị trí ngồi, màu sắc chiếc ghế, bàn làm việc có những vật dụng gì, có tương ưng với mệnh khuyết của mình hay không. Bạn chọn được phương vị tốt để đặt bàn làm việc sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi. Bạn nên chọn những vật phù hợp với mệnh khuyết của mình giúp công việc hanh thông đáng kể. Người thiếu hỏa không thể bỏ qua tượng ngựa, hổ, rắn, dê. Để trên bàn làm việc có các tượng con này. Nhưng lưu ý không nên dùng tượng bằng kim loại vì có thể dùng tượng bằng nhựa hoặc là bằng gốm sứ. Khi đặt tượng chó, ngựa và dê nên xoay đầu vào trong, hổ thì xoay mặt ra cửa. Có thể đặt cả Hello Kitty, Doraemon vì là hành mộc. Đá thạch anh tím là vật nhiều hỏa nhất, thạch anh xanh lá là hành mộc. Những đá thạch anh có từ trường ổn định. Khi đặt những vật dụng, máy tính trên bàn làm việc, bên trái nên cao hơn bên phải. Vì bên trái đại diện cho Thanh Long, bên phải đại diện cho Bạch Hổ. Ghế ngồi nếu không thể dùng màu đỏ, màu ấm thì có thể mua một tấm khăn trải lên lót ngồi hoặc trải lên tựa lưng. Dưới chân nên có một tấm thảm màu đỏ. Hành động này mang ý nghĩa lưng tựa hỏa, chân đạp hỏa, tự mình gia tăng vận hỏa khí khi làm việc. Nếu thiết kế cả một không gian xanh, màu sắc ấm trong phòng làm việc thì rất tốt lành. Người kỵ thủy nên đi ngủ sớm để tận dụng ban ngày. Càng về khuya không thể minh mẫn như người thiếu thủy. Thường xuyên thức thâu đêm, vận khí sẽ sa sút. Câu này ứng với mệnh khuyết mộc hỏa. Vì người khuyết mộc hỏa cần dậy sớm đón mộc khí. Người khuyết hỏa thì nên tận dụng giờ buổi trưa. So với mệnh thiếu thủy kim mộc thì người có vận may lớn nhất trong ngũ hành là mệnh thiếu hỏa vì mỗi ngày có 6 tiếng hành vận ban ngày. Tức từ 9 giờ cho đến 3 giờ chiều, tức giờ Tỵ Ngọ Mùi. Người thiếu mộc hỏa nên biết, buổi sáng là giờ của mộc, buổi trưa là giờ của hỏa. Hai khung giờ này nên dành thời gian quan trọng để quyết định những việc quan trọng tốt nhất. Giờ Dần Mão, tức là giờ mộc, là từ 3 đến 7 giờ sáng. Giờ Tỵ Ngọ Mùi, từ 9 đến 11 giờ trưa là giờ của hỏa. Nên tận dụng tối đa khoảng thời gian này. Buổi chiều là giờ của kim, buổi tối là giờ của thủy, không nên ra những quyết định quan trọng vào các giờ này. Mỗi sáng dậy sớm đón ánh nắng từ ban công. Ánh nắng buổi sáng có công năng hỏa tốt lành. Phòng khách nên ngập tràn ánh sáng. Tự vào bếp làm bữa ăn sáng cho người thân yêu là hành động gia tăng vận hỏa cho chính bản thân mình. Vì vậy hãy cố gắng dậy sớm đón ánh nắng để tự gia tăng vận may. Nếu tính số lẻ thì Cửu Tử tức là số 9 thuộc hành hỏa. Tính số nhiều thì tính theo các cặp mộc hỏa sau đây. Có rất nhiều phương pháp, Khải Toàn chia sẻ lựa chọn theo mệnh khuyết. Người thiếu hỏa có thể không cần quan tâm nhiều đến số điện thoại. Số quan trọng nhất của mỗi người là gì? Đó chính là số nhà, số xe, rồi đến số tài khoản ngân hàng,
màu sắc logo của ngân hàng hay sử dụng. Nếu mỗi ngày bạn tự tích lũy cho mình một ít điều lành, sẽ tích lũy cho mình tích tiểu thành đại, tích góp từng chút may mắn sẽ trở thành đại may mắn. Xét theo 60 giáp Tý, hai con số nhiều hỏa nhất chính là 03, 23, 43 hoặc 44. Mời các bạn nhìn vào đồ hình hoặc vào website có hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra các bạn nên tham khảo các số của thủy vì đây là những con số kỵ với bạn. Những va chạm xe cộ phần nhiều liên quan đến số xe, màu xe kỵ với mệnh. Giả dụ mệnh thiếu hỏa có thể chọn điện thoại 0303 0303. Xem đến đây hẳn bạn đã rất kiên nhẫn, sẽ có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh. Chính bạn tự cho mình cơ hội nhằm tìm ra phương pháp cho chính mình. Riêng bản thân Khải Toàn trong phong thủy chú trọng ăn uống hơn ăn mặc. Những gì mặc là bên ngoài, những gì ăn là dưỡng được từ bên trong. Dù bạn khuyết gì, hãy nên thường xuyên ăn chay giúp thanh tịnh. Khi vào nhà hàng thuộc Á, nhà hàng châu Á, ăn lẩu đồ nướng là hỏa. Ăn thịt dê, thịt bò, sô-cô-la, thịt bò khô cũng là hỏa. Mỗi tối uống một ít rượu vang đó chính là hỏa, nhưng bia là thủy. Người ăn chay tốt cho sức khỏe, tốt cho người thiếu mộc. Ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giảm sát sanh. Khi bạn cúng kiến cũng nên cúng chay. Đừng vì tế lễ cho thần linh mà đi sát sanh, tổn hại đến sinh linh khác, tổn giảm phước của chính mình. Đồ lạnh, thịt gà, trứng gà là kim. Thủy hải sản là thủy. Người thiếu hỏa mỗi tối nên uống một tí rượu vang đỏ hoặc rượu nào có công dụng dưỡng mệnh. Nếu có thể nên ăn một ít cay, ăn một ít ớt, gừng sẽ rất tốt. Nên ăn lẩu đồ nướng, nhưng không nên thái quá. Trong trường hợp cổ họng không có vấn đề, sau 15 giờ ăn một thanh sô-cô-la. Sô-cô-la là thức ăn có tác dụng cải vận rất tốt cho mệnh khuyết hỏa. Trong phong thủy cải vận theo mệnh khuyết, ăn uống là một phần rất quan trọng. Giả dụ ai đó tặng bạn nấm quý là một quý, tặng sô-cô-la hay chiếc túi xách màu đỏ là tặng hỏa. Người thiếu hỏa thường thích nuôi chó. Nếu nuôi một chú chó lông vàng được xem rất nhiều hỏa. Chó là một loại động vật thông minh và trung thành. Chúng còn có khả năng nhận biết linh giới trong không gian sống. Mệnh thiếu hỏa nên biết ô tô là hỏa, xe máy nên có màu đỏ là tốt nhất. Tiếp theo là nên nuôi chó mèo. Những vật nuôi này nên có lông màu vàng, lông màu cà phê là tốt nhất. Xe là ngọ, mèo là dần, chó là tuất. Dần ngọ tuất là tam hợp hỏa cục, có công năng bổ trợ cho mệnh khuyết hỏa. Nên mặc quần áo hiệu polo, hay nuôi rùa trong nhà cũng mang lại rất nhiều ngũ hành hỏa. Đồ chơi đặt trong xe cũng là hỏa. Trẻ nhỏ thiếu hỏa thường thích chơi ô tô, đồ chơi có pin. Nuôi chó mèo, một con vật chạy nhảy trong nhà vẫn nhiều từ trường hơn một cái tượng hoặc một bức tranh. Mèo vốn là mộc, chó vốn là hỏa, đặt thêm cho nó một cái tên hành mộc hỏa càng tốt hơn. Trong nhà hay nhiều đồ vật trang trí có thể chọn hình tượng như ngựa Hello Kitty, Doraemon hoặc hình con hổ. Nếu bạn mua một tượng gỗ hình con ngựa, hình con mèo đặt ngay đầu giường, đặt bàn làm việc là tự gia tăng mộc hỏa chính mình. Mèo vẫy tay hay còn gọi là mèo chiêu tài cũng có công năng như thế. Ngoài nuôi chó là hỏa, dần là trường sinh của mộc hỏa. Những vật liên quan đến hồ ly, sói cũng tương tự như thế. Lấy hỏa làm chủ đạo, từ màu sắc vật dụng. Mua bức tranh về mặt trời rất nhiều hỏa, bức tranh về cây cối là mộc, hoa mẫu đơn thuộc mộc hỏa. Ngọ là ngựa đương nhiên là hỏa, xe cũng là hỏa, vì vậy treo tranh về ô tô hay ngựa là hỏa. Những thương hiệu như Polo, BMW, Porsche, Ferrari đương nhiên là hỏa. Mệnh thiếu hỏa khi hành vận rất thích mua pin, mua bật lửa, mua hộp quẹt. Điện thoại của mệnh này luôn nhanh hết pin so với mệnh khác. Vì sao lại như vậy? Lý do là mệnh thiếu hỏa luôn có xu hướng hấp thu hỏa nhiều. Các thiết bị, đồ điện tử, đồ điện bị hút hỏa rất nhiều.
Chính vì điều đó, đồ dùng điện trong nhà càng nhiều càng tốt. Mỗi khi về nhà, việc đầu tiên của họ là mở tivi, mở đèn sáng rực. Một số người vào buổi tối đi ngủ cũng thích mở tivi suốt đêm, mở đèn nhiều hơn. Đến khuya mới thức dậy, tắt mọi thứ. Khải Toàn đôi khi tặng tiền đồng cho gia chủ thiếu kim, tặng sách thiền cho gia chủ thiếu mộc hỏa. Nếu ai đó tặng bạn rượu, tượng tranh ngựa tức là tặng hỏa, được người ấy tặng cho một chiếc bò tre thì còn gì bằng. Mỗi ngày đi chợ mua rau là mua mộc, đi ăn đồ nướng là hỏa. Nơi có nhiều hỏa trong thành phố là nơi bán đồ điện máy. Đến nơi này mua tivi, máy tính, lò vi sóng là mang hỏa về. Đơn giản nhất là đi chợ mua một ít hoa tươi có màu đỏ. Phụ nữ khi đi làm đẹp thì nên sơn móng tay màu đỏ tím hồng, nhuộm một ít tóc đỏ, khá hiệu nghiệm. Từ đến shop mua một chiếc túi xách tay hay chiếc ví màu đỏ, những vật luôn mang theo bên mình. Mệnh khí hỏa hạn chế những vật dụng liên quan đến thủy, ví dụ như gương, thủy tinh, mua cá sẽ làm vận suy. Khải Toàn có một vị gia chủ khuyết hỏa, mỗi khi ai đó mời đi ăn thủy hải sản, qua hôm sau về là đủ thứ chuyện linh tinh xảy ra. Sự trùng hợp diễn ra rất nhiều lần, sau này anh ấy mới biết do mình kỵ thủy mà lại vô tình nạp thủy quá nhiều. Người thiếu hỏa rất kỵ được tặng nước hay cá, ngược lại khi được tặng rượu hay bật lửa là hỏa khí. Được đãi đi ăn lẩu hay đồ nướng là tăng vận hỏa. Nếu người yêu của bạn thiếu hỏa thì một hộp sô-cô-la là món quà hợp lòng. Theo tín ngưỡng tôn giáo đều cần thắp nhang hay thắp hương. Mệnh thiếu hỏa nếu muốn cải vận theo tín ngưỡng, trong nhà mỗi ngày nên thắp hương. Nếu thích uống trà, hãy đun sôi bình trà, đây là việc tăng cường mộc hỏa. Đối với mệnh thiếu hỏa, tốt chính là hỏa khố. Mua một chú chó về nuôi là hỏa. Mỗi khi vận kém, nhất định phải sưu tầm bật lửa. Vật dụng đồ chơi của trẻ thiếu hỏa nhất định phải có màu đỏ. Trẻ thiếu hỏa thường thích chơi xe, chơi đồ chơi, chơi ô tô có pin. Những đồ chơi phát ra tiếng động, không ngừng chuyển động là hành hỏa. Trẻ thiếu hỏa khi đi thi, trên cơ thể nên giữ mộc, không nên cắt sạch móng tay móng chân. Giữ một ít móng tay ở ngón út vẫn có thể giữ mộc khí. Vào những ngày thi cử có thể mang theo một chiếc khăn màu đỏ bỏ vào túi. Đeo một dây mềm màu đỏ ở tay hoặc là ở cổ, tốt nhất nên được gia trì. Mang cả dài dép vớ màu đỏ. Trẻ thiếu hỏa muốn thông minh hơn nên có thể ăn nhiều rong biển, hạnh nhân là thuộc mộc, uống nước ép nho, nước ép táo. Khi ngồi học bài, màu ghế hay khăn tựa lưng nên có màu đỏ tím cam hồng. Dưới chân nên thêm một tấm thảm màu đỏ. Không nên học bài quá khuya. Thời gian có lợi, thời gian thi có lợi nhất là tháng 2 đến tháng 5, luôn có lợi cho người thiếu mộc hỏa. Vì vậy vào các kỳ thi hàng năm, cần tăng cường vận mộc hỏa cho bản thân bằng những phương pháp Khải Toàn vừa chia sẻ như trên, đồng thời hạn chế tắm gội quá nhiều. Người mệnh thiếu hỏa đương nhiên nhờ vào những người hỏa vượng, vì họ là quý nhân. Phương pháp thật đơn giản. Người sinh các thời điểm sau, đa phần nhất định nhiều hỏa. Người sinh mùa hè vào các tháng 5, 6, 7 dương lịch. Người trong bát tự có tam hợp cục bởi tỵ ngọ mùi. Người trong bát tự có tam hợp bởi dần ngọ tuất. Hoặc người trong lá số có chữ mậu và quý. Về phương diện tướng mạo, người mắt to nhất định nhiều hỏa. Người hỏa quá nhiều, quá vượng, nước da thường không đẹp. Các bạn vào website, mục tra lá số, nhập ngày giờ sinh sẽ ra thông tin ngũ hành của người cần tra. Nếu người này thực sự quan trọng với bạn, càng nên biết họ có những mật mã gì. Thần tượng của mệnh thiếu hỏa nên chọn ai? Những ngôi sao sinh mùa hè hay người dệnh trong Marvel? Phương pháp này
hoàn toàn có thể áp dụng với sếp và đồng nghiệp. Vì vậy, nếu tìm ra người có hỏa vượng mà lại tốt bụng, nhớ giữ họ lại. Phương Đông đại diện cho mộc, hướng Nam đại diện cho hỏa, du lịch về Đông Nam Á là tăng mộc hỏa. Khi vận của bạn kém, nên thanh tẩy khí cả ngôi nhà. Nếu không được thì đi du lịch đến một vùng khác là cách thay đổi từ trường, đón nhận những năng lượng mới, sinh khí mới cho bản thân. Du lịch đến Nam, du lịch đến phía Nam của thành phố, đến các nước Đông Nam Á hoặc đến vườn bách thú sen hổ là phương pháp cải vận cho mệnh thiếu hỏa. Mệnh thiếu hỏa, họ nên biết ngoài số nhà, tên đường nên chọn theo hành hỏa, thì phương hướng của khu vực của thành phố cũng có ngũ hành. Ví dụ nhà ở phía Tây, miền Tây là thuộc kim, miền Đông là thuộc mộc, phía Nam là hành hỏa. Khải toàn không ứng dụng theo mệnh quái, không theo Đông Tây tứ trạch. Những phương pháp Khải toàn chia sẻ là một trong nhiều thuộc số khác nhau, xin chư vị không nên so sánh. Chính bản thân mình tự trải nghiệm là tốt nhất. Nếu nghĩ hướng Nam hành hỏa mà chọn là điều thiếu sót. Có câu sơn quản đinh, thủy quản tài, phía trước là hướng thủy, phía sau là hướng tọa. Tọa đại diện cho nhân đinh và con người, đại diện cho sức khỏe và êm ấm. Vì vậy, tọa là quan trọng nhất. Khi ngủ, ngồi làm việc, ngồi đọc sách thì sau lưng cần vững chãi nên có điểm tựa, cho con người sự an tâm. Phương tọa tức phía sau lưng. Lưng vững chãi, hai bên thanh long, bạch thổ được che chắn và đều nhau. Phía trước là thông thoáng, là bố cục hình thể vẹn toàn. Chính vì phương tọa là quan trọng nhất, nếu chọn nhà hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc sẽ tốt với người mệnh thiếu mộc. Nếu chọn nhà hướng Bắc là tốt cho mệnh thiếu hỏa. Nhà ở Bắc thì tọa ở Nam, Nam là hành hỏa. Dù có chọn được nhà hợp hướng, nhà hợp với mệnh, chỉ là một trong rất nhiều yếu tố trong phong thủy nhà. Còn xét thêm về cả khu vực, cách cục, dân trí, số nhà, tên đường. Chọn nhà để ở khác với chọn để thuê, để kinh doanh ngắn hạn. Nếu thuê kinh doanh ngắn hạn nên chọn trong 3 năm. Bạn có thể xem lại video 18 bước chọn nhà để có phong thủy tốt, sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về phương pháp chọn nhà. Khi bạn làm nghề mình khuyết sẽ có nhiều cơ hội tốt. Có những ngành mình rất thích mà kỵ thì bạn làm việc rất vất vả. Sau đây là những ngành thuộc hỏa, mời các bạn tham khảo. Tuy nhiên đời này tất cả đều do duyên phận. Nhà cửa nghề nghiệp chọn bạn, bạn không có nhiều cơ hội chọn chúng. Duyên đến bạn làm. Dù làm gì, an lạc hay tự tại, phiền não là do giác. Không nên chọn hình gợn sóng hay hình tròn vì là thủy kim. Hình vuông là mộc, tam giác là hỏa. Màu sắc có thể đỏ, tím, cam, hồng hay xanh lá. Ngoài ngành nghề thì logo, màu sắc chủ đạo vô cùng quan trọng với một công ty. Bạn làm cho một công ty nào đó, nếu làm nghề mình kỵ, ngành mình kỵ nhưng ngũ hành của logo màu sắc hợp thì vẫn có thể gia tăng thêm vài phần may mắn. Trong phong thủy học, nhọn là hành hỏa, vuông là hành mộc, tròn là kim, gợn sóng là thủy. Phong chữ cũng có những phong chữ mềm mại hay cứng cáp. Logo hình dạng vuông hay tam giác là mộc hỏa, màu xanh lá, đỏ, tím, vàng đều thuộc hỏa. Phần chính đầu tiên nên quan tâm là tên gọi công ty, tên gọi của shop mang ngũ hành ý nghĩa gì. Kế đến là chọn hình dạng, màu sắc logo thêm mệnh khuyết. Để có được một logo đẹp về thẩm mỹ, hợp về mệnh quả thật không đơn giản. Vì vậy khi mở shop hay thành lập công ty, hãy ưu tiên đến vấn đề logo và màu sắc để tránh những rắc rối phát sinh về sau. Giả dụ logo hiện tại không hợp, thay đổi màu sắc là cách đơn giản nhất. Mỗi ngày vật dụng trang sức bên mình vốn ít hỏa lại vô tình thêm quá nhiều thủy, sẽ tự làm vận mình suy. Đó là tự triệt tiêu vận hỏa của chính mình. Người thiếu hỏa nhất định phải vào bếp nấu ăn. Bếp là nơi hỏa vượng nhất trong một ngôi nhà. Người nấu bếp tự tăng vận hỏa cho bản thân, còn giúp mình tăng vận đào hoa tường nội. Đào hoa này là đào hoa nhân duyên bên trong gia đạo, giúp cho người, giúp cho mọi người yêu mến người nấu ăn. Những người phụ nữ đã có gia đình mà mệnh thiếu hỏa,
không có thời gian vào bếp, lại giao việc bếp núc cho người giúp việc, chẳng khác nào nhường hỏa và nhường đào hoa cho người khác. Hành động này trước sau gì gia đạo cũng trục trặc, khó lòng êm ấm. Nếu quá bận, mỗi tuần có thể vào bếp 2-3 buổi, đó là nơi sinh hỏa tốt nhất trong mỗi ngôi nhà. Phụ nữ có gia đình mà lại thiếu hỏa, không nên thường xuyên tặng vật hành hỏa cho người khác. Đừng để cho bản thân mình u sầu, khi ấy đôi mắt sẽ nhỏ lại và thâm đi. Đôi mắt to và sáng đại diện cho người có hỏa khí tốt. Đừng ngại nhuộm ít tóc đỏ hay sơn móng tay màu ấm. Vào cửa hàng thời trang mua dài dép màu đỏ. Nên khuyên nửa kia của mình tặng cho túi xách màu đỏ và mỗi tối uống một ít rượu vang đỏ. Khi ứng dụng các phương pháp cải vận theo mệnh khuyết, hãy kiên trì kiên nhẫn, nhẫn nại và tự bản thân mình cảm nhận. Họ tên hợp phong thủy là một yếu tố tốt trong vận mệnh. Không ít những bậc cha mẹ nhờ Khải Toàn chọn tên cho con cái. Họ chú trọng khi đứa bé chào đời, hẳn đứa trẻ ấy có một chút phước lành về tên gọi. Nhưng các vị cẩn thận, chuyện chọn tên cho con cháu không khéo dẫn đến sự xung đột nội ngoại, vì ai cũng muốn giành quyền của mình được chọn cho con cháu. Được cha mẹ, ông bà đặt cho tên hợp lá số, đó là phước báo đời trước của mỗi người. Duyên đời này là nghiệp quả từ đời trước. Được sinh ra trong gia đình có sự giáo dưỡng, thiện lành cũng là do nghiệp lành. Trong 2 hay 30 năm đầu đời của con người lệ thuộc vào gia cảnh, lệ thuộc vào hoàn cảnh sống, nhưng sau tiền vận ấy, tất cả tạo tác vun bồi cho phước duyên về sau chính là do bản thân. Trồng nhân thiện sẽ có quả thiện. Chẳng may tên của bạn kỵ với lá số, bạn có thể thay đổi danh xưng của mình thuộc hành hỏa hay hành mộc, góp phần gia tăng một ít vận may. Rất có nhiều nghệ sĩ đổi danh xưng. Các bạn có thể tham khảo vài tên hành hỏa trong đồ hình sau. Một nhà có trên 2 người sinh cuối năm dư thủy, rất dễ xảy ra hiện tượng ngập úng. Khải Toàn đã gặp khá nhiều trường hợp như trên khi xem qua sinh thần bát tự của một gia đình. Vì những người này dư thủy là hiện tượng nước lên láng, dễ ngập úng, rỉ nước, ẩm thấp trong môi trường mà họ sinh sống. Càng ứng nghiệm hơn với những ngôi nhà hướng nam hoặc hướng đông nam, vì nhà hướng nam tọa ở bắc, bắc là hành thủy. Phương bắc có 3 sơn nhâm tý quý là kho của thủy. Hôm thì rỉ nước vòi sen, mai thì rỉ nước rửa chén. Khi tự sửa chữa, vòi nước hư hỏng trong nhà có thể phát sinh nhiều hơn trong suy nghĩ, càng làm nước càng bị rỉ và tràn ra. Người sinh mùa đông đa phần dư thủy thiếu hỏa, họ sống tình cảm, dễ đa sầu đa cảm, dễ mẫn cảm, bi lụy chuyện tình cảm, nhất là trong gia đạo. Khi rơi vào ái tình, càng dễ khổ tâm. Trường hợp này chỉ trừ người sinh mệnh ngày nhâm hành thủy. Người dư thủy lại khá bảo thủ về quan điểm, họ vốn tốt tính nhưng chẳng nghe theo ai cả, dễ khiến người thân phiền lòng. Người trong mệnh có quá nhiều thủy lại không có hỏa là người thiếu nhiệt huyết. Giả dụ khi họ muốn quyết tâm, họ chỉ quyết tâm trong tưởng tượng, sự quyết tâm luôn có sự ngăn cản khiến họ dễ thối chí. Trừ khi rơi vào thời vận có hỏa, họ mới có đủ sự nhiệt thành. Vì vậy, người dư thủy thiếu hỏa nên khi muốn quyết tâm phải nỗ lực rất nhiều mới có thể cải biến. Nếu mệnh thiếu hỏa chưa quá suy, tức vẫn còn một chút vận khí, nhất định sẽ có những hành động khác thường. Ví dụ như đi ngủ có thói quen bật đèn cả đêm. Nếu tắt hết đèn thì họ sẽ ngủ không ngon. Vì từ 9 giờ tối đến 3 giờ khuya hôm sau là giờ của thủy, là giờ lạnh, tức giờ hợi tý sửu. Đặc biệt trong mệnh người thiếu hỏa, cảm thấy thoải mái khi bật đèn trong phòng vệ sinh và đèn ở phòng bếp. Các bạn thiếu hỏa nên biết, nếu ngày ngày thiền định, tâm sáng tâm an, trí huệ khai mở, sẽ gia tăng thêm nhiều niềm tin để thực hiện những hoài bão. Khải Toàn đã dành thời gian biên tập cho mệnh thiếu hỏa cải vận theo mệnh khuyết, mong các vị đủ duyên lành, xem và ứng dụng. Trên tất cả, phong thủy là một phương tiện, chư vị không nên quá đặt nặng phong thủy khi tâm chưa an. Hãy chú tâm đến nghiệp lực
tu dưỡng tâm tánh giúp tâm hồi chuyển. Dù bạn khuyết gì cũng không nên thái quá, ai cũng cần có nước, ai cũng cần nắng ấm. Mệnh khuyết ngũ hành nhằm tìm ra giúp cơ thể điều hòa. Để có tâm thiện, con người cần giáo pháp, cần tinh tấn trì giới. Nói đơn giản, bạn cần phương pháp và tự dưỡng tâm, ngày ngày sống cùng giáo pháp ấy. Nội dung chia sẻ từ tấm lòng, nếu có gì thiếu sót, xin các bạn mở lòng thông cảm. Thể Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc. Các bạn tìm Google thầy Khải Toàn, các bạn vào một trong hai website khaitoanphongthuy.com hoặc phongthuycaivận.org. Vào website các bạn vào mục tra lá số, tự nhập ngày tháng năm giờ sinh dương lịch của mình vào và nhấn tra lá số. Đây là kết quả tra lá số mà bạn vừa nhập vào. Bạn nhấn nhanh vào mục lá số và đại vận. Ở cột ngày và dòng can, tức là mệnh ngày sinh, nhật can. Đây là thông tin của mệnh ngày sinh. Đây là thông tin của ngày sinh thuộc âm hay thuộc dương. Ví dụ, ngày sinh là Nhâm Thủy, cung chính tài là chủ Đinh Hỏa. Đây là thông tin đại vận của lá số. Ý nghĩa 10 nhật can, tức 10 mệnh ngày sinh. Nội dung được trích trong chương 6 nhóm học online. Trong mệnh lý, tháng sinh có lực mạnh nhất thì nhật can là gốc, mệnh ngày sinh là gốc của mệnh. Mời các bạn tham khảo từng mệnh ngày sinh. Ngày sinh Giáp, hành mộc dương, tượng trưng cho cây to lớn. Ngày sinh Ất, hành mộc âm, tượng trưng cho dây leo. Ngày sinh Bính Hỏa, hành hỏa dương, tượng trưng cho mặt trời. Ngày sinh Đinh, hành hỏa âm, tượng trưng cho ánh đèn, ánh lửa con người tạo ra. Ngày sinh Mậu Thổ, hành thổ dương, tượng trưng cho núi lớn. Ngày sinh Kỷ, hành thổ âm, tượng trưng cho đất mềm. Ngày sinh Canh, hành kim dương, tượng trưng cho kim loại cứng. Ngày sinh Tân, hành kim âm, tượng trưng cho vàng bạc. Ngày sinh Nhâm, hành thủy dương, tượng trưng cho sông lớn. Ngày sinh Quý, hành thủy âm, tượng trưng cho nước ao hồ.